Chào các bạn. Không còn điều kỳ diệu nào cho Bùi Tiến Dũng sau thảm họa ở chung kết cúp quốc gia. AFF Cup 2018 nhiều khả năng sẽ là sân khấu riêng của thủ thành Đặng Văn Lâm. Một ngày trước khi lên tuyển tập trung, Bùi Tiến Dũng đã có màn chào sân theo một cách tồi tệ nhất có thể. Anh mắc hai lỗi nặng dẫn tới hai bàn thua của Thanh Hóa trước Bình Dương tại chung kết cúp quốc gia. Người hùng của U23 Việt Nam chơi lóng ngóng vụng về trong suốt 90 phút, anh đã bay cơ hội giành chiếc cúp duy nhất của đội bóng và trở thành tâm điểm chỉ trích của báo giới cũng như người hâm mộ. 90 phút đá bay một mùa giải đầy nỗ lực. Tiến Dũng rất triển vọng nhưng sự ổn định và tâm lý chưa cao 90 phút trước Bình Dương đã chứng minh nhận định của thủ thành huyền thoại Dương Hồng Sơn dành cho Bùi Tiến Dũng và hoàn toàn chính xác. Tiến Dũng phán đoán sai trong tình huống mở tỷ số ở phút 16, đưa bóng thẳng vào chân đối thủ trong màn thua ở phút 65. Quan trọng hơn, Dũng còn cho thấy tâm lý thi đấu yếu ớt sau sai lầm. Sau bàn thua đầu, anh liên tục mắc hàng loạt lỗi khác. Dũng không chịu được sức ép của một trận đấu tranh huy chương. Anh nhiều lần phản xạ chậm, thất thế trong các pha tranh chấp và lẽ ra phải nhận thêm một bàn thua trong tình huống anh Đức dứt điểm chạm xà ở phút 75. Người hùng của U23 Việt Nam chỉ cần đúng một trận đấu để phá hỏng mọi nỗ lực của chính anh suốt cả mùa giải. Ở tuổi 21, anh phải cạnh tranh quyết liệt với hai thủ thành giàu kinh nghiệm là Bửu Ngọc và Thanh Thắng. Xuất phát ở vị trí dự bị thứ hai, Dũng đã lần lượt vượt qua hai người đàn anh và giành vị trí chính thức. Anh bắt chính 13 trận tại Thanh Hóa và chỉ để lọt lưới 11 bàn. Đó là một trong những thống kê tốt nhất dành cho thủ môn tại V-League 2018. Những người tinh ý sẽ nhận ra việc Tiến Dũng chứ không phải là Thanh Thắng hay Bửu Ngọc được bắt chính trong trận đấu tối qua là bằng chứng cho thấy vị trí của Dũng. Trước đó, U23 Việt Nam cũng bắt chính trong trận gặp Sông Lam Nghệ An ở vòng 24, gặp Khánh Hòa tại vòng 26 là sân trong tất cả những trận đấu quyết định của câu lạc bộ ở giai đoạn quan trọng nhất mùa giải. Tiến Dũng giờ là sự lựa chọn số 1 trong khung thành của Thanh Hóa. Nếu không có trận cầu thảm họa với Bình Dương, Bùi Tiến Dũng có thể lên tuyển với mái đầu ngẩng cao. Anh sẽ tự tin hơn trong cuộc cạnh tranh quyết liệt với hai cái tên đẳng cấp là Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tuấn Mạnh. Nhưng sau đêm qua, mọi thứ đã sụp đổ. 3 tháng trước, Tiến Dũng cũng lên tuyển với vị trí khá giống hiện tại. Anh tập trung Olympic Việt Nam trong thời điểm Thanh Hóa khủng hoảng, còn bản thân phải ngồi dự bị. Bất chấp điều đó, Dũng vẫn có cú lật kèo tuyệt vời khi đánh bại Văn Lâm để trở thành thủ môn chính thức của Olympic Việt Nam vào tới bán kết ASEAN 18. Lần này, kỳ tích ấy khó lòng lặp lại. Thứ nhất, phong độ của Tiến Dũng không so được với cả Văn Lâm và Tuấn Mạnh. Anh thi đấu ít hơn Tuấn Mạnh, không có tên trong đội hình tiêu biểu như Văn Lâm. Thứ hai, việc Xuân Trường mất chỗ ở ASEAN cho thấy huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không kiêng nể bất kỳ ai. Ông có thể quan tâm học trò cưng nhưng sẽ không ưu ái. Tiến Dũng giống như Xuân Trường, có thể sẽ phải tập nhiều hơn, sẽ phải nỗ lực gấp đôi nếu muốn trụ lại trong cuộc chiến. Lý do thứ ba, tới từ chính Đặng Văn Lâm, việc bị loại khỏi Olympic Việt Nam ở ASEAN 18 là một cú sốc lớn với Văn Lâm. Tuy nhiên, anh cho thấy bản lĩnh và sự chuyên nghiệp tuyệt vời trong thất bại. Thủ môn này đã trở lại duy trì những màn trình diễn đỉnh cao ở câu lạc bộ Hải Phòng và có tên trong đội hình tiêu biểu theo cách không thể tranh cãi. Văn Lâm chỉ là một điểm yếu là kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng nếu anh không được trao cơ hội, ông Park sẽ không bao giờ hiểu được khả năng chịu áp lực của anh. Quan trọng nhất, chiến lược gia người Hàn Quốc không thể quay lưng với thủ môn hay nhất giải đấu. Nếu Văn Lâm tiếp tục bị lạnh nhạt, đó sẽ là một sự bất công công ghê gớm. Bùi Tiến Dũng đã làm rất tốt việc của mình ở ASEAN 18, nhưng AFF Cup có lẽ sẽ là sân khấu riêng của Đặng Văn Lâm. Chào các bạn, sau buổi tập với giáo án khá nặng vào chiều ngày hôm qua, vào sáng nay huấn luyện viên Park Hang-seo ưu tiên cho các tuyển thủ tập luyện bài thi đấu đối kháng. Sau khi tiến hành khởi động và thực hiện các bài tập bổ trợ kỹ năng, ông thầy người Hàn Quốc cho đội tiến hành thi đấu 11 người trong phạm vi nửa sân. Trong bài tập này, Đoàn Văn Hậu thực hiện khá tốt 3/4 những yêu cầu mà thầy Park đã đề ra. Tuy nhiên sau đó, dường như hậu vệ này đã gặp phải vấn đề với cái chân trái của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải cho Văn Hậu ra nghỉ và đưa Hồng Duy vào thế chỗ. Kết thúc buổi tập, trong khi các đồng đội còn lại đều không gặp vấn đề gì, thì riêng với Văn Hậu phải quấn thêm túi chườm đá vào phía dưới đùi trái và rời sân tập với những bước đi tập tễnh.
Cầu thủ sinh năm 1999 này sau đó đã trấn an với người hâm mộ có mặt tại sân tập rằng mình không sao. Tuy nhiên chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải rất lưu tâm đến trường hợp của Văn Hậu, đặc biệt là sau khi ông đã mất đi hai sự lựa chọn ở vị trí hậu vệ cánh là Văn Thanh và Xuân Mạnh cũng vì chấn thương. Trước đó, theo lịch trình, vào chiều ngày 16 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc để tập huấn. Trong thời gian lèn quân tại xứ sở kim chi, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có 3 trận giao hữu với Incheon United, FC Seoul và Seoul Eonhan FC lần lượt vào các ngày là 22, 25 và 29 tháng 10. Ngày 30 tháng 10, tuyển Việt Nam về nước hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cũng như chốt danh sách dự AFF Cup 2018. Trước ngày lên đường, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông hy vọng chuyến tập huấn ở Hàn Quốc sẽ giúp cho đội tuyển có sự kết dính cần thiết trong lối chơi và bản thân ông định hình được bộ khung cho đội tuyển. Về AFF Cup Suzuki 2018, nhà cầm quân tới từ xứ sở kim chi khẳng định mục tiêu của ông và các học trò là phải đứng đầu bảng A trước khi nghĩ tới bán kết hay chung kết hợp định. Ông Park cũng tiết lộ ngoại trừ Malaysia, ông không có nhiều thông tin về các đối thủ còn lại và sẽ nỗ lực cập nhật trong thời gian tới nhằm đưa ra những chiến lược hợp lý phù hợp với đội tuyển Việt Nam. Trước thềm AFF Cup Suzuki, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đánh giá cao đội tuyển Malaysia và cho rằng đây chính là đối thủ khó chơi nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng. Trước khi tuyển Việt Nam khởi hành tới Hàn Quốc tập huấn trong 2 tuần, ông Park Hang-seo đã chia sẻ với một số thông tin cũng như đánh giá sự chú ý của giải AFF Cup 2018. Trước sự quan tâm của truyền thông trong nước và khu vực, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định mục tiêu của tuyển Việt Nam là đứng đầu bảng A. Đánh giá về các đối thủ ở bảng A, ông Park Hang-seo đã cho rằng Malaysia sẽ là đội cạnh tranh ngôi đầu bảng với đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho màn so tài với đối thủ. Ban lãnh đạo đã cử một chuyên gia tới Malaysia dự khán một trận đấu tại giải vô địch quốc gia của nước bạn, các đội như Myanmar, Campuchia và Lào. Chúng tôi không có điều kiện theo dõi trực tiếp các trận đấu tại giải vô địch quốc gia, nhưng đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam hỗ trợ cung cấp băng ghi hình. Đó là nguồn thông tin quan trọng để chúng tôi có thể nghiên cứu đối thủ kỹ lưỡng hơn. Những câu hỏi về lực lượng của đội tuyển Việt Nam, vị huấn luyện viên này xác định toàn đội không có cầu thủ nào dính chấn thương nghiêm trọng. Đội tuyển tập trung lần này rất khác, họ là những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm đang thi đấu tại Phoenix, do đó kinh nghiệm sẽ là điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018. Chào các bạn, câu chuyện cầu thủ nhập tịch có nên lên đội tuyển quốc gia hay không? Điều này đang là vấn đề được nhiều người hâm mộ nói rất nhiều. Năm 2017, Bầu Đức từng chia sẻ với tôi về chuyện một số ý kiến cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển quốc gia. Theo tôi là không nên gọi vì không phải bản sắc của Việt Nam. Hơn hết, chúng ta gọi các cầu thủ nhập tịch mà vô địch một giải đấu thì điều ấy cũng không mang đến niềm tự hào hay danh dự gì. Ai cũng thấy gọi cầu thủ nhập tịch thì giúp cho đội tuyển mạnh hơn. Tuy nhiên, điều ấy liệu có mang đến cảm giác vinh quang, vinh dự hay không? Họ có cống hiến vì bóng đá Việt Nam hay chỉ đơn thuần thi đấu vì miếng cơm manh áo mà nhập tịch để chơi bóng? Họ có nói tốt tiếng Việt, có biết về lịch sử đất nước ta? Cần nhớ là truyền thống bóng đá của Việt Nam cũng không quen dùng cầu thủ nhập tịch. Đương nhiên họ không vì màu cờ sắc áo. Tôi nghĩ họ đơn thuần là các cầu thủ nhập tịch để đá bóng, đá xong lại trở về nước. Họ chỉ hợp thức hóa để đá bóng ở Việt Nam. Các đội bóng muốn nhập tịch cho họ, còn bản thân họ chưa chắc đã muốn làm điều đấy. Họ có màu cờ sắc áo riêng. Đó là lời chia sẻ của Bầu Đức. Quan điểm của Bầu Đức rất rõ ràng là không ủng hộ chuyện cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển Việt Nam. Xin được gọi tôi là Phan Văn Santos nữa, hay gọi tôi là Fabio Dos Santos. Đó là lời của thủ thành Phan Văn Santos đã nói như thế với báo chí không lâu sau khi được nhập tịch. Hóa là chuyện nhập tịch khiến cho nhiều ngoại binh mất đi sự chăm chỉ và tập luyện. Vì chuyện nhập tịch đảm bảo cho họ một suất đá chính, không lo chuyện cạnh tranh suất ngoại binh vì cầu thủ nhập tịch chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phan Văn Santos nhập tịch và không hay như xưa. Phần lớn lý do xuất phát từ chuyện anh được nhập tịch. Sau đó thủ môn này được gọi lên đội tuyển Việt Nam nhưng không để lại ấn tượng, thậm chí mắc sai lầm và xảy ra một số chuyện kém vui. Câu chuyện của Phan Văn xảy ra với nhiều cầu thủ khác sau khi nhập tịch, phần lớn đều sa sút phong độ so với thời điểm chưa nhập tịch. Gần nhất là Đỗ Melo, nhập tịch được một năm sau đó sa sút rõ trong mùa giải 2018. Anh đã bất ngờ nghỉ chơi bóng vì bệnh tim.
Trong số các cầu thủ nhập tịch, Hoàng Vũ Samson là một câu chuyện khác. Samson có chuyên môn tốt nhưng cá tính thuộc diện bất hảo, không kém gì những cầu thủ số má ở Phoenix. Hơn hết, Samson khi được nhập tịch cũng có những thời điểm khiến cho câu lạc bộ Hà Nội rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Khi anh xin phép về quê nhà Nigeria khoảng một tuần nhưng bất ngờ lặn mất tăm. Có thể thấy bóng đá Việt Nam vốn dĩ chưa chuyên nghiệp và các cầu thủ nhập tịch cũng chưa có được ý thức cao về chuyện được nhập tịch. Phần lớn, các đội bóng nhập tịch cho các ngoại binh là nhằm có thêm một suất Tây ở Phoenix, còn các ngoại binh chưa chắc muốn nhập tịch theo khát vọng cống hiến cho bóng đá Việt Nam.